Mời các bạn ăn sáng cùng với mình nha. Đây là một cái bữa ăn sáng của mình đây. Và ngày hôm nay thì mình sẽ bật mí cho các bạn về một cái siêu thực phẩm, đó là hạt óc chó. Nó sẽ hỗ trợ cái tuần hoàn máu não mà không kém cạnh những cái sản phẩm mà mình đang sử dụng. Và sáng nay thì nó là một cái thực đơn chính của mình. Và nếu như anh chị em nào mà giống mình ấy, mà đang muốn giảm cân hay là làm việc nó căng thẳng, nó nhiều stress, thì chúng ta hãy sử dụng những cái hạt óc chó như này để nó tăng cái tuần hoàn máu não của mình lên nhá. Trong cái hoạt động hàng ngày của anh chị em ấy, mà anh chị em nào mà giống mình cứ làm việc mà hay nhớ nhớ quên quên ấy, trong cái tình trạng nhớ nhớ quên quên, mà đặc biệt làm việc nhiều trên máy tính, căng thẳng, stress nhiều, công việc nó quá là dày đặc thì mà không có thời gian ăn uống, mà thì chúng ta cũng nên sử dụng những cái hạt óc chó như này. Thì đây là một trong những cái loại nó giàu chất béo, nó không bão hòa, và omega 3 đặc biệt là nó có axit alpha và linoleic, nó được gọi là thiết yếu bởi vì nó cần thiết cho cái sự tăng trưởng và phát triển bình thường của người. Cái hạt óc chó nó có một cái nguồn chất xơ, cái chất xơ chống oxy hóa mạnh mẽ, còn chứa các cái chất khoáng thiết yếu như là magie này, sắt này và kẽm, rất là tốt cho trẻ em. Nó phát triển cái não bộ, và đối với anh chị em thì kẽm là một cái chất mà không thể nào mà bỏ qua, phải không ạ? Cái hạt óc chó này ấy, rất là tốt. Tuy nhiên thì một ngày bạn phải ăn nhiều lần. Và mình cũng đang sử dụng một cái sản phẩm hỗ trợ gần như là tương đồng với lại hạt óc chó. Thì cái sản phẩm này nó không chỉ là giúp hoạt huyết mà nó còn tăng cường cái tuần hoàn máu não, và nó giảm cái nguy cơ hình thành những cái cục máu đông ở trong đây. Nó cũng có những cái thành phần như là hạt óc chó, và còn hơn các cái thành phần khác, đó chính là Ginkgo biloba. Nó chứa khoảng tầm đâu đó khoảng tầm 600 mg, tác động cực là tốt đến cái não bộ của mình, cũng như là chúng ta giảm đi được những cái triệu chứng như là đau đầu, hoa mắt, chóng mặt và mất ngủ do thiểu năng tuần hoàn máu não. Và kết hợp cái hạt óc chó trong cái chế độ ăn uống hàng ngày của mình, làm sao mà chúng ta bổ sung những cái sản phẩm này để mà giúp duy trì cái sức khỏe, tăng cường cái não bộ của chúng ta một cách hiệu quả nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.